Chào cả nhà, chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Camilog nha. Thì cả nhà hôm nay mình không có đi lên trên dùng bậc thánh cả nhà, mình thì mình gọi như vậy tại trên đó thì nó ngay thì có những cái khu mồ về bên Công giáo. Với lại cả nhà cũng hỏi mình hoài sao mà không lại chỗ Ma Gia. Nếu cả nhà thiệt tình chứ mình thì bị lôi hai lần rồi cả nhà, cho nên thì cũng có cái phần hơi e ngại đến cái chỗ đó. Nó bây giờ nếu như mình muốn đến chỗ đó nữa thì mình phải có một cái cách gì đó dụ họ lên thì mới có thể là đến đó nữa. Mà còn không có cách thì mình sẽ không trở lại cả nhà, nguy hiểm quá. Đó. Mình cũng như cả nhà thường nói đó, hụt chết hai lần thôi chứ đâu có qua lần thứ ba đâu. Thì mình sẽ tìm một cách nào mà tốt nhất để mà cảm thấy là an toàn nhất thì mình sẽ trở lại chỗ mà hai cái con ma da. Và cái vùng đất thánh thì mình sẽ trở lại vào ngày mai, mình sẽ đi tiếp tục. Thì ở đây thì nói gì đạo thì cả nhà ơi, mình có một câu hỏi hơi bị ngu mà mình hỏi cả nhà như thế này. Không biết cả nhà, cái này mình hỏi thôi nha chứ mình không có ý gì khác. Có nhiều người bảo là đạo người này tốt hơn, đạo người kia tốt hơn. Nhưng mình thì mình lại có một cái ý nghĩ như thế này. Đạo nào cũng vậy hết. Bất cứ đạo nào cũng vậy hết. Do tâm khởi thôi. Đó. Nếu như mình theo một cái đạo, mình theo về đạo Công giáo đi. Tâm mình không tốt thì cũng sa địa ngục thôi. Mà mình theo đạo Phật, bên tôn giáo cũng vậy thôi. Cũng khi mình tâm mình không tốt, mình làm chuyện ác thì mình cũng sa địa ngục. Thì đó mình nghĩ cũng y chang nhau, không khác chỗ nào hết trơn. Thì linh hồn cũng vậy thôi. Những người còn ở lại những cái khu đó cũng những người ta cũng như là còn nghiệp nặng của người ta không đi được thôi. Còn cái như thế này nữa thì mình cũng đang rất là thắc mắc. Hiện tại bây giờ chúng ta có rất là nhiều phương tiện để tu. Nào là sách vở, nào là những cái phương tiện như là mạng xã hội, truyền tay nhau, nói những cái lời hay, ý đẹp, giúp cho người, giúp cho đời nghe và hiểu để mà làm theo những chuyện tốt, những việc thiện. Nhưng mà có một cái vấn đề này nữa, mình rất là thắc mắc và đây cũng là một cái câu hỏi của mình đối với cả nhà. Trước khi ngài Đức Phật Thích Ca ra đời thì ngài đã học được từ đâu? Và ngài có đọc qua những trang sách vở như bây giờ của chúng ta hay chưa? Đó. Và bên tất cả các đạo luôn. Mà những người đầu tiên khai sáng ở đạo thì có ai đã từng học qua sách vở hay chưa? Và thời đại bây giờ là rất dễ tu, nhưng đa số lại tu không được. Tu 10 ông rất hết 9 ông, còn một ông kia cũng leo nheo sắp rớt luôn. Thì bây giờ cái nhà mình sẽ đặt cái máy ở đây, ngay chỗ này, để mình tìm hiểu xem về tâm linh. Ở đây có ông nghe cả nhà, thì mình chỉ hỏi vậy thôi. Đây có xào không ta? Mình ngay chỗ lạ thì mình đặt gọn thôi cả nhà. Đây cũng gần sông á, cho nên cả nhà sẽ nghe được tiếng tàu, tiếng ghe rất là dễ. Mình chỉ cũng bắt hương ba chung nước. Bằng dĩa bánh. Có rất là nhiều người nghĩ nói sao mà mình cúng đơn giản.
Ở đây là gần mấy sông nha cả nhà. Kế bên mình là sông. Mình cúng đây thử có con ma da nào dưới nước có bò lên hay không. Đây xuống dưới sông kế bên này, chút xíu mình quay cho cả nhà mình xem.
cái nhang này nó tắt cả nha. Hai cây nhang này nó cháy mà nó cháy không đều nữa. Thì cái nhà ở đây là dưới sông nè. Hồi nãy mình quay thì mình không có quay dưới sông, thì cái nhà mình ha, đây là bờ sông. Ngay hiện tại giờ lục bình nó tấp nhiều quá, không thấy nước đâu. Đây là dưới mé sông. Thì cái nhà bây giờ thì mình chắc có lẽ là mình xin kết thúc video nha cả nhà. Hẹn cả nhà một clip tiếp theo nha. Ngày mai thì mình sẽ đi cái khu trên đó nữa. Thì mình thấy có cái hình dáng một vong mão đen, mình cũng chưa xác nhận được cả nhà. Nó vong linh thì nhiều lắm. Mình dùng cam thường thì mình thấy cái màu rõ ràng lắm. Ví dụ như màu đỏ ra màu đỏ, màu trắng ra màu trắng, màu xanh ra màu xanh. Thậm chí mái tóc màu gì cũng nhìn ra luôn. Cái đó là mình cam màu. Còn nói về cam hiện tại á, cam này á, thì nó chỉ là một cái cam hồng ngoại thôi, nó phân biệt là màu trắng với màu đen thôi. Nhưng mà cam mình nó có cái nền xanh. Và cái cam của mình nó đặc biệt, có một cái là hình như là không có YouTube nào có cái cam giống mình hết nha. Cam mình đặc biệt vậy. Đó. Con mắt mình bị sưng rồi cả nhà. Hồi bữa mình đi lên chảnh, cái mình chạy xe về ban đêm á, cái con điện biến nó bay nó cuốn vô con mắt mình thấy. Chả nghiệp. Giờ nhức đau lắm. Bây giờ cả nhà mình xin phép cả nhà là kết thúc video nha. Hẹn cả nhà một clip tiếp theo nha. Bye bye nha.